Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của Thư. Đã 4 tháng qua rồi và Thư không có up bất kỳ video nào lên cả. Ngày hôm nay quay trở lại thì Thư up một video vlog nho nhỏ gửi đến cho mọi người nhé. Cũng như đây sẽ là khởi đầu cho một hành trình mới của kênh mình. Sắp tới thì Thư có hẹn với một vài nhãn hàng để trả hình sản phẩm á. Cho nên là chiều nay mình sẽ chụp một vài sản phẩm, chiều nay Thư sẽ chụp sản phẩm mình sẽ chụp để review cho mọi người luôn ha. Đó, nó có màu xanh như thế này, cho nên là Thư dùng cái bông màu xanh này của Thư ha. Cái phông nền thì là màu trắng. Phông nền màu trắng với phông nền màu da cam á, là hai cái phông nền mọi người rất là dễ để phối với tất cả các sản phẩm luôn. Tại vì nó không có bị chảy màu á, mà nó còn làm nổi cái sản phẩm của mình lên nữa. Cho nên là những bạn nào mà kiểu mới chụp hình sản phẩm á, không phải là mỹ phẩm không đâu, mà những cái sản phẩm khác cũng vậy, thì các bạn có thể mua cái phông màu trắng với cái phông màu cam để mình chụp thử trước ha. Để đỡ mất công các bạn cứ phải mua màu này màu kia rồi về lại không hợp á, thì rất là tốn tiền. Trời, nói thiệt với mọi người nha, đáng lẽ ngày hôm qua Thư đã quay video review sản phẩm rồi, nhưng mà mình make up làm xong hết trơn luôn, nói chung là rất là lồng lộn luôn. Sau cái mình bật máy ra, máy còn đúng một cục pin. Thế là mới quay được có 3 đoạn là đã máy hết pin. Ngày hôm nay thì trên trán Thư cái mụn nó kiểu nó bị to ra nè. Thư không có make up nữa, Thư không có make up lên nữa. Thư đang để phòng học á, chỉ có son chút xíu thôi. Trước tiên bắt đầu chụp hình thì tụi mình có cái gì? Đơn giản là có một cái máy. Cái máy thì bây giờ Thư đang quay chính mình á, thì Thư sẽ lấy cái máy này để Thư chụp luôn. Tiếp theo nữa là ánh sáng. Ánh sáng ngoài cửa sổ hiện đang rất là sáng. Và bây giờ tầm bây giờ là 1:08 thì thường á, Thư chụp hình á, Thư sẽ lấy cái sáng trong khoảng từ 12:00 đến 1:00 thì Thư thấy hình của Thư lên đẹp nhất. Tại vì Thư cũng ở trong nhà á, chứ nếu như mà ra ngoài đường mà 12:00 đến 1:00 thì mình nghĩ là cái ánh sáng nó không có đẹp đâu, tại vì cái ánh sáng nó dọi từ trên đỉnh đầu xuống á, nó sẽ bị bóng á. Mình nghĩ là vậy. Mà mình thì mình không có phải kiểu thợ chuyên nghiệp hay gì hết, cho nên mình cũng không biết là cái suy nghĩ của mình nó có đúng hay không. Nè, video cho mọi người xem xíu. Thì chụp hình thì Thư cứ lấy nhiều góc khác nhau thôi. Ví dụ như này nè, hoặc là xong cái mình để đứng, rồi xong là mình để đổi chiều như thế này. Tại vì sáng á, nó lùa vô á, nhiều khi mình để như vậy á, nó sẽ bị chá sáng. Chụp hình nó chá ngay đây, nó không còn thấy được cái đầy đủ cái tên sản phẩm nữa. Nhưng mà nhãn hàng á, nếu như mà các bạn chụp hình á, mà các bạn không để đầy đủ được tên của sản phẩm á, thì họ không có thích đâu. Cho nên á, là mình hay để như vậy nè, để cái sáng nó chả vô á, nó không có bị vướng. Đó, thường thì mình sẽ để như vậy. Sau đó mình sẽ để đứng, rồi dựng cái tấm này cao lên để mình chụp đứng thì nó cũng sẽ đẹp. Chút xíu nữa thì mình thêm một chút đạo cụ hoa lá cành nào vô như này nè. Đó. Còn bạn nào kiểu xịn sò hơn thì các bạn có thể là mua hoa thật chứ không phải là hoa giả như mình. Một số lưu ý về cách chụp hình, đặc biệt là cách chụp hình khi mà các bạn có hợp tác với nhãn hàng á, thì thường mỗi nhãn hàng họ sẽ có một cái hướng dẫn chụp hình khác nhau. Tuy nhiên thì Thư thấy á, đa số tất cả các nhãn hàng á, thì đều thích mình chụp hình nếu như mà có phụ kiện đi kèm đạo cụ đồ này kia á, thì phải tinh giản, đơn giản hết sức thôi, kiểu đừng quá rườm rà để nó làm cái người xem á, mất tập trung vào cái sản phẩm chính của họ thì họ không có thích. Còn hình ảnh mà mình chỉ review thôi á, mình chỉ review đơn giản thôi, mình tự review, mình tự mua, mình tự dùng, mình tự review á, thì rất là dễ, mình muốn chụp sao cũng được hết trơn á. Đó thì, nhưng mà thông thường á, cái sở thích chụp hình của Thư á là sáng, trắng và kiểu nó nhìn rõ được cái tên sản phẩm cũng như là những cái như là thành phần hay gì đó mà mình cố tình mình chụp. Nếu như mà các bạn xem trên Instagram của Thư thì các bạn cũng sẽ thấy những cái hình ảnh gần đây Thư chụp á, nó theo một cái hướng khác so với trước đây. Và Thư cũng định hướng cho mình là sau này sẽ chụp hình như vậy, kiểu nhìn mọi người nhìn vào nó mướt mắt hơn, nó đẹp hơn, kiểu kích thích cái ánh nhìn của mọi người hơn á. Đó, cho nên là Thư cũng muốn thay đổi cho như thế nào để cho cái kênh mình khi mà mọi người vào, mọi người xem thì cũng thích hơn. Thì như vậy thì Thư mong rằng mọi người sẽ thích những cái hình ảnh mà Thư up lên kèm những cái bài review ha. Phần mềm Thư hay sử dụng chỉnh ảnh đó chính là PicArt. PicArt là một phần mềm khá là thông minh, Thư nghĩ là như vậy, bởi vì nó chỉnh được ảnh và video luôn.
Rồi bây giờ Thư sẽ chọn một tấm ảnh chỉnh thử cho mọi người xem nha. Thư sẽ chọn cái bức ảnh mà mình chụp em Kim chống nắng nhà Sunplay nha. Em này có màu min khá là đẹp nè. Đó, hình góc thì nó sẽ như vậy, nó hơi không có đẹp lắm đúng không? Bây giờ mình sẽ cho độ sáng tăng lên một chút xíu kèm với độ rõ để mọi người thấy rõ cái sản phẩm ha. Sau đó mình sẽ gia giảm cái nhiệt độ lại cho nó kiểu nó trắng hơn, nó lạnh lạnh hơn một chút xíu. Mình thì mình không có thích hình kiểu ấm quá cho nên là mình hay giảm cái nhiệt độ của hình xuống. Mọi người cứ gia giảm tùy thích thôi, tùy cái sở thích ảnh của mọi người. Rồi, đây là cái bước rất là quan trọng đối với hình của Thư ha. Lúc nào cũng phải nhớ thêm logo với lại cái tên tài khoản Instagram hoặc là Facebook của mình vào đó. Thì tài khoản Insta và Facebook của Thư đều là Review by Thư hết, cho nên là mình chỉ cần để một cái tên duy nhất thôi. Trước đây thì từng đã bị ăn cắp hình rồi, cho nên là lúc nào Thư cũng nhớ thêm cái logo với lại tên vô hình hết trơn á. Một cái lưu ý nhỏ nhỏ cho mọi người á, nếu như mà mọi người muốn để cái màu chữ màu trắng á thì cũng được, nhưng mà mọi người phải thật là cẩn thận đối với những cái phông màu trắng á thôi, khi chữ màu trắng nó sẽ hơi bị trùng. Sau khi mình chỉnh xong ha thì mình sẽ phải vào lại cái bộ sưu tập ảnh của mình á để mình so sánh những cái bức ảnh coi là cái màu nó đã có tương tự với nhau chưa. Hai cái bức ảnh này á thì Thư chỉnh màu nó không có được tương tự với nhau nè. Mọi người thấy một bên nó kiểu sáng quá còn một bên thì nó vừa đủ, cho nên là Thư sẽ xóa cái bức sáng quá đi và chỉnh lại. Đây, Thư sẽ gia giảm lại độ sáng hơi, đừng có sáng quá nữa, vừa đủ thôi. Với lại á, khi mà mình chụp những cái tấm mà trên da của mình á, nếu như mà mình edit sáng quá á, kiểu da mình trắng dữ lắm luôn á, nhìn nó kỳ lắm, cho nên là mọi người nhớ lưu ý nha. Đó, mọi người có thấy là ảnh gốc và ảnh thật nó khác nhau không? Phần chữ này thì mình sẽ cho nó uốn cong một chút xíu ha, để kiểu nó mềm mại hơn á, nó đừng có đơ quá. Đó, theo cái cầm tay của mình á. Đó, rồi. Đây, xong rồi. Một bức ảnh đã ra đời. Đó, bức ảnh này thì mình sẽ up lên trên Insta hoặc là Facebook để mình review. Bây giờ so sánh lại thì hai bức ảnh nó đã có cùng một cái màu sáng với nhau rồi. Đó, Thư đã rất là vừa ý rồi. Đây, mọi người xem lại ba bức ảnh thành quả của mình nha. Đó, cảm ơn mọi người đã xem hết video ngày hôm nay và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong video tiếp theo nhé. Đừng quên đăng ký kênh của Thư ở phía bên dưới nha. Rất cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong video sau. Bye bye.